mời quý chị đầu tư hãy xem phần video để biết được xem lô đất này như thế nào nhé, để quý chị đầu tư có thể tham gia đầu tư và sinh lời cho mình. Vâng, hôm nay tôi có mặt tại vị trí lô đất đây đấy, với tổng diện tích của lô đất là 1 hectare và có khoảng 400m mặt tiền tiền đường đấy, một bìa duy nhất hệ thống điện đây và cách đường bê tông 400m, cách quốc lộ 29 một hướng về Krông Năng và một hướng đi Phú Yên ấy là 1 km đấy. Hiện tại trên đất đã trồng toàn bộ chanh dây đấy, hệ thống nước đây, ống nước đây, đất là đất cát trắng nha quý chị đầu tư. Đấy. Đây có hồ để phục vụ tưới nước này. Đây. Với tổng diện tích là 6 hectare. Toàn bộ khuôn viên của lô đất là đã trồng chanh dây. Bám tít lên trên kia. Về giấy tờ pháp lý là rõ ràng và minh bạch. Và hiện tại là giá là 60 triệu một sào cho quý chị đầu tư. Đấy. Từ đứng từ đầu cũng có thể nhìn thấy phía cuối được đất đấy. Bằng phẳng. Đất là đất cát. Đấy. Đây, đường xá đi lại thuận lợi, ô tô, lô đất đây, khu vực đông dân cư. Đấy. Quý chị đầu tư hãy xem phần bay flycam để biết được tổng quan lô đất như thế nào nhé. 6 cây nha quý chị đầu tư. Đấy. Và đừng quên là đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Nào, chúng ta hãy xuống phía dòng sông đây. Đây con sông đây, lô đất trên kia đây. Đấy. Bám nguyên cái vệt đấy nhá.